Đặc biệt trong buổi tu niệm Phật của đạo tràng Chùa Tịnh Nghiêm ngày hôm nay, Thầy có vài lời chia sẻ cùng toàn thể đạo tràng. Thứ nhất là Thầy cung thỉnh toàn thể đạo tràng niệm Phật A-di-đà với Thầy ba danh hiệu Phật. Phật tử hoan hỷ không ạ? Thầy niệm cỡ nào thì quý vị niệm theo cỡ đó nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái niệm thứ nhất. Rồi bây giờ nhất một cái niệm này nữa, mà Thầy niệm sao quý vị phải niệm đúng như Thầy nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi hai niệm đó quý vị thấy sao ạ? Thầy niệm đầu ấy là Thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bé hay là to, lớn hay là nhỏ? Lớn. Rồi đồng ý với Thầy cái đó nha. Rồi bây giờ Thầy niệm cái niệm thứ hai, A Di Đà Phật, bé hay là nhỏ? Thầy niệm bé hay là Thầy niệm nhỏ? Rồi Phật Di Đà bé hay là nhỏ? Phật A-di-đà bé hay là nhỏ? Một câu Nam Mô A-di-đà Phật vang khắp đại thiên thế giới, và một câu Nam Mô A-di-đà Phật trầm khắp đại thiên thế giới, thì chỗ nào to và chỗ nào nhỏ? Quý vị chỉ cho Thầy. Thấy chưa? Thế thì ở đây Thầy muốn gợi ý cho đại chúng biết, trong chánh niệm A Di Đà Phật không có to và nhỏ. Thấy không? Rồi bây giờ Thầy lớn tuổi rồi, Thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật to như thế, phải không? Rồi Thầy chết đi vô thường, Thầy quay lại làm một em bé, Thầy cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, thì Phật A Di Đà ở đời trước to lớn hay là Phật A Di Đà ở đời sau to lớn? Thế thì may mắn cho chúng ta. Hôm nay Thầy bắt gặp được cái cuốn băng mà nói rằng một em bé, tức là một Phật tử nhí, năm nay mới 9 tuổi thôi, mà đã chia sẻ Phật Pháp với nhiều chùa trên cái lãnh thổ Việt Nam này, với nhiều đạo tràng ở trên cái lãnh thổ Việt Nam này. Đây là một nhân chứng, thấy không? Một vật chứng, là một pháp chứng trên trần gian cụ thể. Chẳng biết rằng người này tu như thế nào, chắc có lẽ là đời trước làm cái việc này mà chưa xong, cho nên đời này quay lại làm tiếp cho nó rồi. Có phải vậy không ạ? Đó là cái điều mà chính xác. Thì sau này Thầy có về Tây Phương, mà Phật A-di-đà biểu xuống chùa Tịnh Nghiêm để tiếp tục làm cái việc cũ, thì Thầy quay lại làm con Phật tử ở ngay đạo tràng chùa Tịnh Nghiêm này. Lúc đó Thầy 5 tuổi, thì quý vị thấy Thầy sao ạ? Thấy Thầy sao ạ? Có gọi bằng Thầy không ạ? Thay hình đổi dạng rồi, ta liền không biết người đó trước đây là Thầy mình. Thấy không? Cho nên ấy, niệm Phật phải nhất tâm, nhất tâm để dứt đi cái gì? Dứt đi cái tâm mà gọi là đóng kín cửa đó. Do cái tâm đóng kín cửa đó mà chúng ta không thấy được Phật. Hiểu chưa? Cho nên muốn thấy Phật phải mở cái tâm. Cho nên Phật A-di-đà sẵn sàng mở trong từng mỗi con người, nhưng tại vì mỗi con người chẳng chịu mở tâm,
cho nên không đón được Phật A Di Đà vào để mà thấy Phật ngộ vô sanh, hiểu chưa? Thế thì hôm nay xin trân trọng giới thiệu với toàn thể đại chúng Phật tử nhí, là nói theo quan điểm Phật giáo, còn nếu nói theo quan điểm của tông phái thì Phật giáo Hòa Hảo cũng là một thành viên của gì? Của Phật giáo, phải không? Thế thì đứng về góc độ Phật giáo thì bé nhí là một cái vị pháp sư. Hôm nay đạo tràng chúng ta là cũng hoan hỷ, rất vui vẻ được mời những cái bậc chánh sĩ nữ nam hôm nay có mặt. Thì cũng mong rằng trong cái buổi mà gặp gỡ giao lưu chia sẻ Phật pháp này của bé Như Ý cũng như cái đoàn Phật tử nhí ở An Giang về đây chia sẻ với toàn thể đại chúng, thì xin mong hết thảy các đại chúng gác bỏ hết thảy những cái tâm, mở rộng lòng mình ra để đón nhận những cái lời chia sẻ và chúng ta trao đổi với nhau để hòng chúng ta tiến bước trên bước đường vãng sanh cực lạc. Và cũng mong rằng chư vị Phật tử nhí đây, quý vị cũng vận dụng cái sự linh hoạt của mình để chia sẻ cho đại chúng, có hầu rằng đại chúng nắm vững hơn những cái chương trình mình đã thực học, thực tu từ xưa đến nay. Và mong tất cả đại chúng thật là hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì để giao quyền lại, xin mời MC của đoàn Phật tử nhí lên làm việc. Kính thưa Thầy Thượng Tọa Thích Không Tuệ, chủ trì chùa Tịnh Nghiêm ở khu phố 4, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kính thưa quý đại đức, tăng ni và đại chúng, cùng kính đến quý ông, quý bà, quý cô bác, anh chị em đồng đạo kính mến. Nhân hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm Tân Mão 2011, phái đoàn tiểu nhí Bạn Sen chúng con có dịp trở về đạo tràng hôm nay. Vậy để tiếp tục chương trình, chúng con xin trân trọng giới thiệu chị Diệu Hiền sẽ thành kính diễn ngâm lại một bài giảng để bắt nhịp cầu cho bé Như Ý trao đổi Phật pháp. Kính mời quý ông bà cô bác nhiệt liệt cổ vũ cho tràng pháo tay. Kính mời chị. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham dòng, diệt thinh âm, trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tàu, nghe rành chánh pháp thoát tà danh, phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tịnh trí tu thân khỏi lạc lầm, hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từng nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp theo là phần trao đổi giáo lý, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Như Đức Thầy cũng đã khuyên nhủ rằng, ta yêu chúng viết ra giảng kệ,
khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Phần này sẽ do bé Như Ý trình bày. Xin kính mời bé Như Ý bước tới diễn đàn làm phận sự. Kính thưa quý vị, xuân đẹp nhờ có môn hoa, người đẹp nhờ có nết na dịu dàng, muốn cho linh động đạo tràng, kính mời nguyên bà cô bác nhiệt liệt cổ vũ cho tràng pháo đài. Xin kính mời bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thượng Tòa Thích Thông Tuệ, trụ trì chùa Tịnh Nghiêm kính mến, và cùng với quý đại chúng, quý ông bà, cô bác, anh chị em có mặt hiện diện kính mến. Và nhân hôm nay cũng là ngày mùng 4 tháng 10 niên Tân Mão 2011, mà con cùng với toàn thể quý cô bác chúng ta cũng có cái duyên lành sâu kính. Đây cũng là lần đầu tiên mà con được trở về mái ấm từ bi của chùa Tịnh Nghiêm. Vậy lời nói đầu tiên của con xin gửi đến quý cô, quý thầy và quý ông bà, cô bác lời chúc sức khỏe và lời chào mừng kính cẩn nhất. A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô bác, quả thật chúng ta có cái duyên lành thật là lớn. Tại cô bác thì từ thành phố Biên Hòa, còn con thì ở An Giang, là mình gặp nhau đâu phải là dễ đâu phải không quý cô bác? Phải vượt ngàn trùng xa xôi, ngăn sông cách trở mới gặp nhau được, đúng không? Thế nên đó, như người xưa cũng thường bảo là hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, vô duyên đối diện sao cô bác? Thấy thương liền ha. Thế nên đó, chúng ta gặp nhau là do diễm phúc nhiều tiền kiếp chúng ta đã có tu hành theo đạo. Như con đến đây thì nhìn với vẻ mặt với cô bác thật là phấn khởi trong cái tinh thần đạo pháp, ngồi từ sáng tới giờ mà đói bụng cô không dám đi nữa, nhức giò cô không dám làm gì hết. Thế nên đó, nếu cái tình thương mà cô bác đã dành trọn cho chúng con hôm nay để ưu ái cho chúng con đến đây để tâm sự và trình bày những gì mà chúng con đã hiểu biết trong phạm vi của mình. Tại vì hôm trước đó thì chúng con cũng có, vào ngày rằm tháng 7 thì chúng con cũng có đến chùa Lạc Thiện. Đại Đức Thích Chiếu Lượng là trụ trì của chùa Lạc Thiện tại tỉnh Bình Phước cũng có bắt cái nhịp cầu cho chúng con đến đây để tâm sự đến toàn thể với cô bác. Tuy tuổi đời của con thì còn rất nhỏ, nhưng kiếp sống vô thường đâu có biết được ngày mai, phải không cô bác? Lỡ nói chuyện đây chút xuống diễn đàn rồi chết sao? Bởi vì cái kiếp sống vô thường của chúng ta đó, cái đời sống của mình nó ngắn ngủn dữ lắm. Thế nên tuy tuổi đời của con còn rất nhỏ, nhưng mà đó, không quên bổn phận của mình là con tầm ăn lá dâu xanh, phải biết nhả cuộn tơ vàng để đền ơn cho chủ. Như Đức Thầy cũng đã cho biết là tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thế nên đó, chúng ta đã có cái duyên lành với Phật trong nhiều tiền kiếp trước, nhưng vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả dĩ nên còn phải đầu thai làm con người thế gian. Trong cái kiếp trót này đây đó, quý cô bác chúng ta thực hành cái pháp môn tịnh độ thì chắc chắn sẽ được vãng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Thế nên từ sáng tới giờ đó thì quý thầy nói là ở trong máy ấm từ bi đó của chùa Tịnh Nghiêm hôm nay thì chắc quý cô bác cũng thực hành pháp môn tịnh độ rất là nhiều, đúng không? Thế nên hôm nay cô muốn trình bày với toàn thể quý cô bác là một cái pháp môn mà Bồ Tát Thích Ưa, ngạo quỷ súc sanh nương tựa, thắng liệt đồng hành, hạ cơ thượng căn đều hưởng ứng, và mười phương chư Phật đều tán thán, ba đời Đức Như Lai vẫn ngợi khen. Đó là chủ đề đường về tịnh độ. Và để dễ dàng trong lúc trình bày và theo dõi thì con xin tạm phân ra một vài ý nhỏ sau đây.
Trước tiên để tìm hiểu đường về tịnh độ nghĩa là gì? Tịnh độ có bao nhiêu cõi? Kế đến là lịch sử và truyền thừa của tịnh độ tông như thế nào và lý do cầu sanh tịnh độ? Và tiếp theo nữa là điều kiện giảng sanh tịnh độ phải hội đủ những gì? Sau cùng những tấm gương giảng sanh tịnh độ và kết luận. Chỉ có vài ý gọn đó vậy, xin thỉnh toàn thể quý cô bác cùng con để lần lượt tìm hiểu qua chủ đề trên. Và kính thưa quý ông bà cô bác, tịnh độ nghĩa là gì? Tịnh là trong sạch, độ là cõi nước. Tịnh độ là một cõi nước trang nghiêm, thanh tịnh, trong sạch, thường trụ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Đường về tịnh độ đó chính là một cái con đường tắt dễ đi mau, nhắm theo cái mục đích của mình đã quyết định chỉ một đời tu niệm vãng sanh tịnh độ Cực Lạc Tây Phương. Như trong kinh Thập Lục Quán có nói rằng: chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhất thân, diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội, thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công. Thập ác ngũ nghịch tội nhân, lâm chung thập thân A Di Đà Phật, diệt đất vãng sanh tịnh độ, huống Phật gia trai giới bất sanh hồn. Nghĩa là đó, hết lòng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tiêu diệt được 80 ức kiếp tội nặng, sống và chết. Thế nên đó, cái người mà phạm 5 tội ngỗ nghịch và 10 tội ác, đến khi lâm chung, niệm 10 tiếng A Di Đà Phật cũng được tiếp dẫn qua Tây Phương Cực Lạc, qua cõi tịnh độ trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà. Huống chi kẻ đi tu ăn chay giữ giới mà không vãng sanh hay sao? Vậy thôi, giờ này cũng trưa rồi ha. Trình bày lòng vòng quá thì cô bác mình buồn ngủ lắm. Thôi giờ con trình bày ngắn gọn thôi nha. Rồi giờ tịnh độ có bao nhiêu cõi? Theo Phật học từ điển của tác giả Đoàn Trung Còn có chi tiết là tịnh độ có 4 cõi sau đây. Một là phàm thánh đồng cư tịnh độ, có nghĩa là cõi Cực Lạc phàm và thánh đồng ở chung với nhau. Hai là phương tiện hữu dư tịnh độ, nghĩa là cõi tịnh độ của hàng nhị thừa, thinh văn và duyên giác. Ba là thật báo trang nghiêm tịnh độ, nghĩa là cõi tịnh độ của hàng Bồ Tát. Bốn là thường tịch quang tịnh độ, nghĩa là cõi tịnh độ thường trụ của chư Phật. Như trong kinh Duy Ma có bảo rằng: dục đắc tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức quốc độ tịnh. Có nghĩa là muốn về cõi tịnh độ, trước phải lóng sạch tâm mình. Tâm mình thanh tịnh, tức cõi Phật thanh tịnh. Giờ đây xin thỉnh quý cô bác cùng con để tìm hiểu ý kế đến nữa đó, là lịch sử và truyền thừa của tịnh độ tông như thế nào. Được căn cứ vào 3 bộ kinh. Một là kinh Vô Lượng Thọ, hai là Quán Vô Lượng Thọ, ba là Tiểu Bổn A Di Đà. 3 bộ kinh trên đây đó là 3 bộ kinh chính mà cổ nhân thường gọi đó là Tam Kinh Tịnh Độ. Giả lại đó, pháp môn tịnh độ chính là một pháp môn đại thừa, vô vấn tự thuyết, có nghĩa là không ai hỏi mà Đức Phật Ngài tự thuyết ra. Ngược dòng lịch sử Phật Đà cách đây trên 2500 năm, ở bên Ấn Độ đó, là một hôm Thái tử Sĩ Đạt Ta đó mới xin với vua cha là Tịnh Phạn Vương. Ngài đi dạo 4 cửa thành, Ngài thấy đời sống của con người là 4 cái nỗi khổ quằn quại đau thương, sanh già bệnh chết. Có nghĩa là chúng ta sống trong cái phạm vi của vô thường đó quý cô bác. Nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đó mới quyết định là thừa đêm khuya lén trốn vào rừng. Đến khi mà từ giả với nàng công chúa Gia-du-đà-la đó, khi mà dán màn loan ra đó, nhìn vợ và con lần cuối cùng để ngậm ngùi nuốt lại vào tim đặng ra đi. Vì cái lòng cương quyết của Thái tử Sĩ Đạt Ta nên Ngài đó nói với công chúa Gia-du-đà-la vài lời: công chúa ơi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khắc phiêu lưu. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sanh. Thì lúc này đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta cùng với Sa Nặc mới vượt thành trong đêm tối. Khi mà đến rừng khổ lâm hạnh rồi đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta mới ngồi tại đó
5 năm tầm sư học đạo, 6 năm ngày ngồi thiền định dưới cõi bồ đề, sau 49 ngày nhập định. Khi sao mai vừa mọc, chân trời ẩn hồng, bức màn vô minh xé toạc, ánh sáng đại ngộ chiếu rọi. Khi ấy ngài tự biết mình đã thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cô bác thấy ngon lành không? Thế nên đó, Đức Thích Ca Mâu Ni đó là ngài quyết, ngài cứu độ chúng sanh, ngài không màng đến việc đau khổ. Vì thái tử mà với cô bác là cành vàng lá ngọc mà, đâu phải bình thường đâu. Nhưng mà ngài còn ngồi 6 năm đó. Thế nên chúng ta hãy ráng noi theo gương hạnh của ngài. Khi mà Đức Phật Thích Ca đó, ngài ngồi xong rồi ngài mới đắc đạo Phật, mới chuyển pháp luân hóa độ nhân sinh. Suốt 49 năm ngài thuyết pháp độ đời, ngài mới nhận định rằng là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đúng không cô bác? Như chúng ta ở đây là đều có tánh Phật, chúng ta với Phật cũng là đồng nhau. Nhưng vì đó chúng ta căn cơ còn chậm lục, còn thiếu kém như thế nào đó. Thế nên đó, trong cái quyển khuyến thiện, tức là quyển 5 đó mà Đức Thầy ngài cũng có cho biết rằng đó, là ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Thế nên chúng ta hãy ráng mà hành theo. Sau 80 tuổi thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới vào Niết Bàn. Thì sự truyền thừa Phật Pháp thì các chư tổ chư sư mới ra công hoằng hóa. Mãi cho đến cuối thế kỷ thứ nhất thì Phật giáo được truyền sang Trung Hoa, đến đời Đông Tấn nhờ ngài Huệ Diễn ra công hoằng hóa. Đến năm 402 ngài lập hội niệm Phật tại Lô Sơn và khuyến khích hàng tại gia xuất gia thiết thực hành trì pháp môn tịnh độ. Nên Tịnh Độ Tông lúc này mới bắt đầu thịnh hành. Ngài là vị tổ đầu tiên bên Trung Hoa. Thì sau đó cũng có các đại sư danh tiếng như ngài Đàm Loan Đạo Sước, Thiện Đạo Thừa Diễn Pháp Chiếu Thiếu Khang, Tỉnh Thường Từ Mẫn Dân Thơi Liên Trì Trí Húc, Hành Sách Tỉnh An Thực Hiện Triệt Ngộ và ngài Ấn Quang, vân vân, để tiếp tục xuyển dương lại pháp môn tịnh độ. Và pháp môn tịnh độ được hưng khởi từ ở bên Trung Quốc, sau đó được truyền qua các nước như Nhật Bản, Tây Tạng, Triều Tiên và Việt Nam, được tiếp nhận nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ. Thì mãi cho đến năm Kỷ Mão 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài mới xuyển dương lại cái pháp môn tịnh độ và hoàn truyền cái pháp môn niệm Phật rộng rãi ở trong quần chúng. Như ngài cũng đã cho biết là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cột, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo mộc. Hay là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Và thôi giờ chúng ta tìm hiểu ý tiếp theo đi ha, là lý do cầu sanh tịnh độ. Cõi ta bà này sao mình không ở, mình cầu sanh qua tịnh độ làm gì, phải không quý cô bác? Sao mà phải ăn chay niệm Phật cúng lại trì giới đồ cực khổ quá, sao mà mình cầu sanh tịnh độ đây ha. Rồi mình tìm hiểu lý do đó đi. Chính vì cái cõi tịnh độ đó, nó hơn cõi ta bà là nó có 8 điều vui thù thắng. Lý do thứ nhất là khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Đức Phật ngài bảo rằng sự sanh khổ, khi mà thai nhi ở trong cái bào thai 9 tháng 10 ngày của người mẹ đó, cô bác mình chịu cái cảnh, thấy những cái em bé đó chịu những cái cảnh là tối tăm tồi túng, bị chịu cái cảnh bi ai thống thiết lắm. Như ở trong một cái tù vậy đó, không có cửa sổ, không thấy trăng sao và không có hơi gió lọt vào. Sự sống hàng ngày phải do tinh cha huyết mẹ nuôi nấng. Thế nên đó, cô bác mà có dịp đi đến bệnh viện đó, đi đến khu bảo sanh đó, mình nghe mình thấy rõ hơn những cái tiếng khóc chào đời của mấy đứa bé đó. Khổ A nữa đó. Ý là nó nói cuộc đời này quá khổ. Chữ A là khổ loại 1 của quý cô bác. Trong 29 chữ cái, chữ A là chữ đứng đầu tiên. Nó khóc khổ A, khổ A tức là cuộc đời này quá khổ. Sau thời gian cái nó khóc tu qua có nghĩa là tu mới qua khổ thôi. Chỉ có tu mới qua khổ thôi. Như trong cái mục sự sanh khổ, Đức Thầy ngài cũng có luận giải rằng,
Khi nhập vào bào thai trong bụng của người đàn bà thì phải chịu cảnh tối tăm tồi túng, chẳng thấy trời trăng, bị bao bọc ràng rịch. Thai nhi bị sự nuôi dưỡng bằng tinh huyết của mẹ. Lúc mẹ đau ốm thì thai nhi yếu ớt. Lúc mẹ làm lụng mệt nhọc, thai nhi chẳng yên. Lúc mẹ uống ăn no bụng, thai nhi bị sự lấn ép của bao tử già ruột rất nhọc nhằn. Khi đúng ngày giờ phải chung ra cửa sản môn ô uế như hai viên đá ép mình. Khi ra khỏi mình, mẹ hơi gió cất da nên cất tiếng khóc để tỏ vẻ không bằng lòng chịu cảnh cực nhọc ấy. Chính vì vậy nên Đức Phật Ngài mới cho sự sanh là khổ. Mà chúng ta phải xét cho chí lý, đều công nhận sự nhận xét của Đức Phật là rất đúng vậy. Còn trong quyển Khuyến Thiện, Đức Huỳnh Giáo Chủ đó, Ngài cũng có nhắc nhở thêm: Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại tám phần, bởi chúng sanh mang lấy xác thân. Khổ thứ nhất sự sanh là gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao bọc có khác nào ở chốn ngục tù. Buổi mẹ đau huyết kiệt hình thu, lúc mẹ đối giường treo lẩm bẩm. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ no cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Còn ở bên cõi tịnh độ là thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Nó chính vì cái sự vui thù thắng đó mà chúng ta mới cầu sanh tịnh độ. Có nghĩa là khi về bên cái cõi tịnh độ rồi đó, là cái thần thức của chúng ta nhập vào cái hoa sen bên cõi Tây Phương Cực Lạc, rất là vui sướng cô bác ơi. Còn bên cõi ta bà này đó, mỗi lần mà mình nhập vào ai đó phải chui vô cái bụng của người đàn bà ở trong, nằm ở trong đó. Đúng ngày giờ mới chui ra khỏi cái bụng đó, như chui ra khỏi cái tù vậy đó. Nó khổ lắm. Nên cô bác chúng ta ráng nha. Rồi thôi, giờ đến lý do thứ hai, là khỏi gì khổ lão. Đức Phật Ngài bảo đó, sự già là khổ. Như bà cụ nè, bây giờ phải thêm hai con mắt nữa mới thấy đường. Còn đi thì ngã nghiêng ngã ngửa, té lên té xuống đúng không? Già là khổ đó. Thêm cây gãy kế bên nữa, phải thành ba chân không cô bác? Kệ mình ráng chiến này, mình niệm Phật, mình giáng sanh làm sao đó. Mình vô hội trường mình niệm Phật ha. Nhức giò cũng ráng luôn, nhức lưng cũng ráng luôn, nhức đầu cũng ráng luôn. Mình niệm làm sao đến giai đoạn nhất tâm là thành Phật. Như trong một sự già khổ đó, Đức Thầy Ngài cũng có luận giải rằng: Hỡi sanh ra thì lớn, lớn rồi tất phải già. Nghĩ trong lúc tuổi xuân xanh, đời sống cứng cỏi, hoạt động hăng hái, đi đứng lẹ làng, nói năng bật thiệp, xác thịt mạnh mẽ, học hỏi dễ dàng, tỏ tai sáng mắt, thấy biết nhiều điều ô hô, mà nay sao lại răng rụng, mắt lờ ù, tai choáng ngốc, gói mỏi lưng khòm, nằm ngồi chậm chạp, đi đứng xéo xiên, uống ăn đổ tháo, bọn trẻ dễ khinh. Già đành nhờ cậy đi tay nương gậy, phới việc dân quan, tinh thần hao kém, khí lực hầu toàn thoạt nhớ thoạt quên, nhiều khi lầm lẫn, tóc bạc da mòi, lắm điều lao nhập. Chính vì vậy nên Đức Phật Ngài mới cho sự già là khổ, mà chúng ta không có thể nào mà không công nhận được hết trơn. Bởi vậy già nó là khổ lắm, nên chúng ta phải ráng. Đoạn lão khổ thứ nhì xin kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân, hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lằn rụng lưng cong gói mỏi, nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Còn bên cõi tịnh độ là thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão. Về bệnh rồi là không còn sanh khổ, không còn già khổ gì nữa hết. Chính vì cái sự vui thù thắng đó mà chúng ta mới cầu sanh về tịnh độ. Và đến cái lý do thứ ba đi ha, là bệnh khổ. Đức Phật Ngài bảo rằng đó là bệnh khổ đúng không cô bác? Thế nên á, như con thấy ở trong thành phố này nè, có những cái công ty xí nghiệp mà cô bác mình làm trong đó đó, khi mà mình làm theo cái mức lương ổn định của giờ hành chánh thì không có nói, nhưng mà đó, có khi đôn hàng thì mình làm phải tăng ca suất luôn. Những cái tuổi trẻ thì không nói chi, còn những tuổi già làm rồi mệt nhọc dữ dữ lắm. Ăn ngủ thì không được, gọi là lục phủ ngũ tạng bất hòa đó, sanh ra nhiều cái chứng bệnh. Nên già là một cái mối khổ lớn đó. Có cô bác nào mà có nằm trong cái hoàn cảnh đó đó, là mới thấy cái bệnh khổ đó với cô bác là nó là một cái mối lớn là khổ. Còn ở trong quyển 6 đó, Tôn Chỉ Hành Đạo, thì Đức Thầy Ngài cũng có luận giải rằng đó: Nghĩ gì thân thể con người sanh ra trong cõi trần,
có lớn già tất nhiên phải yếu đuối. Nếu đã yếu đuối rồi thì ắt ăn ngủ chẳng được điều hòa. Thêm ngoài thì bốn mùa thay đổi tám tuyết xây dần, do nơi thân già yếu đuối cảm những tà khí mà sanh ra bệnh tật. Ôi hỡi thân quyển giả này mang lấy bệnh tật rồi, nào là cơn tỉnh, cơn mê, tay chân nhức nhối, gan ruột quặn đau, phổi héo, tim khô, da teo huyết cạn. Kẻ mang lao mang tổn phương đàm ho xuyển, người đuôi cùi lỡ lối bại sủi sưng tây. Than thuốc chẳng ăn, khẩn nguyền chẳng giảm, cầu sống chẳng đặng, cầu chết chẳng xong. Vậy thử hỏi khách trần gian ai mà không muốn xa muốn tránh, mà nào ai tránh khỏi. Muốn tránh tránh chẳng được, như còn lại đa mang về bệnh tật, bút nào mà tỏ ra cho hết. Như quý cô bác mình đây nè, muốn tránh khỏi cái bệnh tránh được không cô bác? Xin thưa rằng không. Nói bà cô đó, bà vừa cười bà vừa lắc đầu rồi đó. Xin thưa rằng không có ai mà tránh khỏi hết. Nếu mà chúng ta bây giờ mà có ai mà tránh khỏi vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đâu có đi xuất gia, đâu có đi tầm đạo chi, đúng không? Mình giờ cũng đâu có gặp nhau để tâm sự chứ, tại mình có thể vượt qua mà. Thế nên đó, chúng ta không có thể vượt qua những cái mối đó, nên mình mới quyết chí cầu sanh tịnh độ cho bớt khổ, cho hết khổ luôn. Về cõi tịnh độ là hết khổ quý cô bác ơi. Và đến lý do thứ tư là khỏi đeo khổ tử. Có nhiều người nói á, tôi còn trẻ mà, đời tôi còn dài, tương lai tươi sáng đang chờ đón tu, làm gì cho uổng một tuổi xuân. Đúng không cô bác? Mà họ đâu có nghĩ rằng trần thế chỉ là chỗ tạm nương, giống như quán trọ trên đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Họ đâu có nghĩ rằng cuộc đời mình là như thế đâu. Cuối đường danh lợi, hai tay trắng, sáu lớp ân tình nắm mổ quan. Sáng thức dậy mà nói con ơi sao hôm nay mới ngủ riêng mình rồi. Tử thần nó báo cho mình đó, nó rời coi trái này nó già, nó rụng chưa, đặng nó bẻ. Nên cô bác chúng ta ráng. Thế nên đó, đồng thời như cô bác như hỡi như mộng du ổng chết đó, thì người ta gọi là băng hà đúng không? Còn ông quan ổng chết ta gọi là từ trần. Còn đối với cô bác, còn mình đây mình tu, sau này mình sẽ sao? Khi chết là gì? Là giảng sanh. Đức Phật thì nhập Niết Bàn, mà các vị như quý thầy đồ ở đây đó là viên tịch. Còn những người mà không tu đó, khi chết rồi đó, người ta đi đám gì cô bác? Đám ma, mới chết lại thành ma rồi. Đúng không? Cũng đồng thời là một cái chết thôi. Mà mình chết rồi đó quý cô bác, mình sẽ được về cái cõi thanh cao thánh thượng, vui đẹp thân mình, thái bình, an lạc, không còn khổ, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa, khỏe vô cùng. Nhưng mà đối với cô bác ơi, mình gặp đạo giờ nào là mình tu giờ nấy. Mình gặp đạo bữa nay thì mình phát tâm tu ngay thẳng bữa nay, không có hẹn ngày nào vậy hết. Biết đâu lỡ mình chết thì sao? Có khi nào mà tử thần lỡ nước nó khoan cho tôi niệm Phật chừng tiếng đồng hồ hả bắt tôi? Được không? Xin được không cô bác? Mạng sống của mình nó thua cái bếp ga với thua cái nồi cơm điện nữa. Tại biết sao mà con nói vậy không? Tại bếp ga với nồi cơm điện có giấy bảo hành, còn mình tử thần bảo hành cho mình đó cô bác. Bởi không có ai bảo hành cho mình hết, nên mình cố gắng mình lo tu. Rồi như ở trong một sự chết khổ đó, Đức Thầy Ngài cũng có luận giải rằng: vật chi mà sanh ra cõi đời cũng phải theo các công lợi tự nhiên, hãy có sanh thì của Ngài tiêu diệt. Còn cái thân của con người chúng ta đã nói là do nơi tứ đại đất nước gió lửa hiệp thành, có bền chất chi đâu mà tránh khỏi Ngài tan rã. Tại sao lại gọi tứ đại đất nước gió lửa hiệp thành? Chúng ta suy nghĩ lại, được sự cấu tạo của cha mẹ thành cái thân của chúng ta. Nhưng đó, thịt và xương cốt là chất đặc nên thuộc về đất, máu huyết là chất lỏng nên thuộc về nước, hơi thở của chúng ta thuộc về gió, sự ấm áp của ta thuộc về lửa. Nhờ bốn món ấy hợp lại thành thân ta, nhưng đến ngày tàn hạ rồi thì thịt và xương cốt rã ra hoàn lại đất, máu huyết rã ra hoàn lại nước, hơi thở của chúng ta dứt đi trở về với gió, sự ấm áp của ta dứt đi thì trở lại với sức nóng của mặt trời. Vì vậy tại sao gọi rằng khổ? Vì lúc sống linh hồn nhờ vào xác thịt để học hỏi việc đời, xử sự tiếp dẫn. Chúng ta cứ đeo đắm theo lợi lợi, danh danh tài tài sắc sắc, không có chịu tra cứu phân biệt cho rõ giả chân, ý thức sai lầm, nhận không rằng có, nhận có rằng không, thấy tà nói chánh, gặp chánh tưởng tà, rồi cũng do sự nhận định sai lầm ấy mà nhận nơi thân quyển giả này làm thiệt thân của mình. Cứ mãi lo sửa sang o bới, dòi mài cạo gọt, cưng nó dưỡng nó như tích trữ cơm tiền, dành cho nó ăn, dành đợi thuốc thang cho nó uống.
kiếm tiền thanh sắc cho nó vui, xây dựng nhà cửa cho nó ở. Vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân, nhưng người hiểu đạo thì lo vừa chừng, vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ sát thì có cái khác. Còn người không hiểu đạo cứ bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mê lạc, ấy là cho nó được trường tồn vĩnh cửu, kịp đến khi tử thần đã rõ cửa, số vô thường đã đến. Sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê rất chiếu mến cõi đời, cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được nữa. Lên lúc ấy có kẻ phùng mang trợn mắt, người trắc lưỡi nghiến răng, lăn lộn giật mình, kêu than thảm thiết. Xét coi lúc ấy khổ sở là dừng nào. Phải không cô bác? Giờ này mà chúng ta không chịu tu rồi đó, đến giờ phút lâm chung thì nó khó vô cùng. Nên chúng ta gặp được đạo pháp là một cái điều nhân duyên thật là lớn. Cô bác chúng ta hãy ráng nguyện một kiếp này mình sẽ vãng sanh thẳng qua cõi Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng nguyện chui vô bụng bà nào nữa nha. Nguyện một kiếp này rồi vãng sanh luôn, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi thôi nha với cô bác. Tại vì mình còn quá nhiều nghiệp chướng, nên trong cái thời kỳ xả tội này là mình quyết đến giờ phút lâm chung là niệm Phật ngon lành, chắp tay là đưa tiễn chào đồng đạo ra đi luôn. Nó biết trước được ngày giờ có hào quang ứng chứng luôn, vậy mới ngon nha. Theo cô bác trong hội trường này, con mong rằng là cô bác nào cũng được như vậy đó. Và đến lý do thứ năm là khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Ở trên đời á, cái việc gì á, mình cũng muốn cho mình có được đầy đủ, có được những cái điều hạnh phúc, những cái điều an vui. Nhưng sự việc nó đến không có giống như ước nguyện của mình. Như có người thi muốn đậu á, thì sao mà nó thi rớt. Làm ăn muốn trúng mà sao nó không trúng, nó lỗ, nó thất thoát gì đó. Nên đó không có giống như cái ước nguyện mình được. Đoạn thứ năm, nghĩ suy tìm tỏi cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hầu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hay là chẳng? Còn ở bên cõi tịnh độ đó là cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đại, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Dạ thôi giờ đến lý do thứ sáu, giờ này cũng trưa rồi ha, cũng 10 giờ rưỡi rồi, ngồi từ 8 giờ tới 10 giờ rưỡi cũng mệt chứ sao không mệt. Thôi mà kệ mình nghe đạo, mình hy sinh ngày nay đi ha cô bác, kệ mình hy sinh ngày đi ha. Mình gặp nhau cũng là cái duyên lành mà mình mới gặp được, chứ đâu phải tự nhiên gặp nhau được, đúng không? Vậy thôi đến lý do thứ sáu, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Ở trên đời quý cô bác, cái nỗi khổ, không có cái nỗi khổ nào hơn bằng cái cảnh sanh ly tử biệt. Như con cô bác gặp nhau chút nữa mình chia tay, mình sống đây ngày mai mình chết, mình sum họp đây chút nữa mình chia ly, mình hội ngộ đây chút mình sẽ ly biệt và xa nhau. Thế nên đó, chúng ta xa nhau rồi đó, mình cũng phải ráng thiết thực hành trì pháp môn tịnh độ, thì chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đến cái lý do thứ bảy này đó quý cô bác, là khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau. Như ở trên cái việc đời á quý cô bác, có thương thì cũng phải có ghét, đúng không? Như chúng ta đã thường sống ở chung chạ với cái cuộc sống á, ở đời thường, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thế nên mình ráng mình niệm Phật. Hồi ngày xưa mình chưa tu mình mô đen, bây giờ mình tu rồi mình mô Phật ha. Còn hỏi khi mà mình bắt máy điện thoại lên con cháu mình mà nó gọi ha, A-di-đà-phật, thường thì mình alo, còn giờ mình A-di-đà-phật thêm có 2 tiếng mà tiêu diệt được 80 ức kiếp tội sanh tử. Và kính thưa quý cô bác, thôi giờ đến cái lý do sau cùng, đến lý do thứ 8, là khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Cô bác mình sống để ý nha, nhà nghèo thì phải chạy sáng chạy chiều làm tất cả các công việc để kiếm được cái bữa ăn là người ta cũng mãn nguyện nữa. Còn nhà giàu thì ngủ không yên giấc lo sợ đủ đều. Như cái cô bác mình đi nghe đạo ở đây hay là đi niệm Phật ở đây ha, cái nhà mà nhỏ nhỏ đó, nhà mà nhà dột cột siêu đó, đi không sợ, đi tới ngày mai giờ cũng sợ nữa. Còn mới có cái nhà 400 triệu đi chút tao nói quên nữa, con hai nó nhà có mình nó, cái nhà nó lớn đó, không biết nó giữ được không nữa. Thôi tao nghe chút xíu rằng tao về mới được quay ơi.
Thì nói vậy đó cái cô bác, thế nên giàu với nghèo ai cũng khổ hết trơn nha. Đoạn thứ 8, ưu sầu lo ngại cuộc tang thương dấu bởi cảnh trần. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đớn liệu cơn nhà rách. Buồn số phận mình nhơ sạch, gia đình chúng bạn khinh cười. Giàu thì lo chen lấn với người, miễn cho được đầy gương đầy tủ. Của dương thế góp tôm bảo thủ, sợ gian phi trộm cắp trình mò. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Trời nè, Đức Phật Đức Thầy mới nhắc nhở cho chúng ta nè. Ôi kẻ sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, chứ thông thả hưởng mùi sen báo. Còn bên cõi tịnh độ là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã. Khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tim lụng mòn. Thân tứ đại của người cũng thế. Chính vì cái sự vui thù thắng đó mà chúng ta mới cầu sanh về tịnh độ, đúng không cô bác? Giả lại đó, ở bên cõi tịnh độ có rất là nhiều có món báo. Như con xin điển hình một vài món báo thôi nha, chứ điển hình hoài thì cô bác mình ngồi đây giờ mấy ông cụ tội nghiệp quá. Như bảo thọ là cây báo nè, về bên cõi cực lạc là bảy hàng cây răng ngang hàng tuyệt đẹp, cành cây thân thẳng lá ngọc cành vàng lộng lẫy nghiêm trang, nhìn xem hoàng mục. Còn bảo võng tức là lưới báo, bảy hàng lưới báo chiếu diệu huy hoàng, gió màu thổi ngang khua thành tiếng nhạc, người nghe an lạc tâm phát bồ đề. Bảo lâu tức là lầu báo, lầu cao tuyệt đỉnh màu đẹp siêu thường, chiếu diệu muôn phương xích châu kiến thiết. Bây giờ mình kiếm cái nhà lầu mình thấy hơi chua ha, về bển lại xích châu mã não đồ rất là nhiều quý cô bác. Thế nên chúng ta ráng đi, mình ráng mình tu làm sao. Như bé Thu Nguyệt nãy mới nói tu hoài tu miết tu siết hết ra tu qua cực lạc luôn ha. Mình ráng mình tu sau một kiếp này mình giáng sanh Tây Phương cực lạc mới chịu à. Chứ không giáng sanh về đâu nha. Mình nguyện một kiếp này chỉ về cõi Tây Phương cực lạc thôi. Rồi bảo điểu tức là chim báo, lại nghe chim hót thảnh thoát tuyệt vời, hát ca những lời diệu âm siêu thoát. Hình thân tâm pháp, niệm Phật pháp tăng, tinh thần lân thân an vui tột đỉnh. Rồi bảo địa tức là đất báo, đất Phật bằng vàng sạch sẽ mịn màng, không cao thanh thấp lui tới dễ dàng. Rồi bảo trì tức là ao sen báo, ao sen quý báo xanh đỏ trắng vàng, chiếu lọi hào quang mùi thơm ngào ngạt. Ao nước trong sạch có tám công đức, dùng vào năng sức trí huệ phát khanh, tâm được tịnh thanh, không còn vọng khởi. Bời ao bốn phía trăng bảo trang hoàng, đáy ao cát vàng chiếu soi lóng lánh. Cô bác thấy cõi cực lạc không? Nói nãy giờ mà con muốn nôn về bển quá à. Rồi bây giờ con xin nói về cái cõi Tây Phương cực lạc. Nói về cái cõi tịnh độ an vui. Là người liên hoa hóa sanh, không thay sanh cực khổ, được sống dai vô số, không mệnh yểu chết non. Sắc đẹp trẻ thường còn, không yếu già lầm lẫn, sức mạnh khỏe vô tận, chẳng một chút ốm đau. Thân tướng hảo lào lào, sáu căn không khuyết điểm. Muốn chi được linh nghiệm chẳng mưu cầu bất đất, bạn hòa thuận thân mật chẳng quán ghét gặp nhau. Luôn sum họp đổi trao, ngủ ấm suy thạnh tiệt khỏi lo ngại mọi điều. Muốn ăn ngon bấy nhiêu cao lương đều hiện đủ, muốn mặc đồ thích thú y phục hiện sẵn sàng. Muốn ở nhà cao sang lầu gác đều vừa ý, muốn được nghe đạo lý có Bồ Tát giảng kinh. Muốn tắm mát thân mình có áo bát công đức, muốn thỉnh hoa thơm phức đi cúng Phật tha phương, đành văn lẽ phi thường khoảnh khoách đà đến chốn. Cõi Phật luôn yên ổn không vật giả như nay, toàn nước bậc chân thầy không tà sư ngoại đạo. Gió thổi chẳng giông bão, không núi lửa đất rung, chẳng thú dữ hành hung, có chim linh nói pháp. Không người gian người ác, chỉ có bạn hiền lành, toàn một nước tịnh thanh không đấu tranh khác xứ. Nhiều bảo thọ to bự không gai nhọn như đây, hào quang Phật sáng hoài chẳng có đêm tăm tối. Gió mát luôn luôn thổi, không đông lạnh hè nồng, ao sen trắng xanh hồng tỏ hương thơm ngào ngạt. Đất bằng vàng mịn mát không gò vũng thấp cao, muốn thính pháp giờ nào liền có Phật hiện đến. Nghe rồi hăng tu tiến chống đất quả thành công, khác hơn cõi trần hồng nhiều nghịch duyên chướng đạo. Dân lời Thích Ca bảo nên phát nguyện cầu sanh, cầu đến cực lạc thành tu hành mau đắc quả. Cô bác thấy cái cõi trang nghiêm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà chưa? Kể mà con ngôn ruột hết trơn luôn rồi đó. Giờ muốn về bảnh liền luôn đây nè. Cô bác muốn không?
Dạ, kính thưa quý cô bác, thôi giờ chúng ta tìm hiểu đến lý do sau cùng đi ha, là điều kiện giảng sanh tịnh độ phải hội đủ những gì. Rồi kính thưa quý cô bác, thì đó, điều kiện vãng sanh tịnh độ đó, trước tiên đó là phải trừ lòng dục nhiễm nơi thân tâm mình. Lòng ham muốn về xác thịt, lòng ham muốn về vật chất, hai điều này chúng ta cần phải nghiêm trị thì mới đủ được tiêu chuẩn để giảng sanh tịnh độ nha quý cô bác. Mình phải trừ lòng tham muốn của mình nha. Về bến đất ta bằng vàng không, đào cục lõm lõm để vô túi là chết luôn. Đất Phật bằng vàng không à. Thế nên chúng ta phải ráng làm sao trừ lòng dục nhiễm. Trần gian sai đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thiền trị dục tâm. Và kính thưa quý cô bác, sau cùng là phải hội đủ ba cái yếu tố căn bản, tức là tín, nguyện và hạnh. Cô bác chúng ta làm sao phải ráng tin sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên. Ba điều này thì chúng ta đã đạt được tiêu chuẩn để vãng sanh tịnh độ cực lạc. Tín là gì? Tín tức là đức tin, lòng tin tưởng. Trước tiên tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cái cõi Tây Phương tịnh độ không sai. Và kế đến tin Đức Phật A Di Đà ngài phát 48 lời thệ nguyện không ngoa. Tiếp theo tin Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có sứ mạng lâm phàm trong thời kỳ mạt pháp để giác tỉnh quần sanh. Và sau cùng tin cái pháp môn tịnh độ chính là một pháp môn tu tắc dễ tu dễ đắc, khế hợp với căn cơ và trình độ của chúng sanh. Và tin chính mình hành trì cái pháp môn tịnh độ rồi đây chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương cực lạc, được đúng như ý nguyện. Đó là chúng ta phải cố gắng bốn điều đó mà mình cần phải tin sâu. Như trong sách Liên Tông Bổ Giám có nói rằng, tính như môn học đạo như nghị tử thứ ngư cao sơn, tịnh độ vãng sanh tự phâm phàm hành ư thuận thủy, Di Đà tiếp dẫn trực thú bồ đề, chúng sanh đề hoài cao siêu tam giới. Thượng phẩm tức đăng Phật quả, hạ sanh do thắng thiên cung, vật thỉnh Phật nghi đồng tu bất thối. Có nghĩa là tin theo các pháp môn khác mà học đạo, như kiến bò lên đỉnh núi cao, biết chừng nào mới tới, phải không quý cô bác? Rồi còn tin theo pháp môn tịnh độ vãng sanh thì như thuyền đi đường nước xuôi mà gặp được một cơn gió thuận chiều nữa, nó thuận tiện cả như vậy đó. Thế nên chúng ta ráng làm sao trong một kiếp này phải vãng sanh Tây Phương cực lạc. Và đến nguyện nghĩa là gì? Nguyện là thiết tha để trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu mình tin mà không ước ao mong muốn thì chỉ là tin xuông vô bổ. Còn ước ao mong muốn mà không làm thì chỉ là ước ao mong muốn ảo quyền. Thế nên nhà tu hành chúng ta cần phải lập nguyện cho vững vàng kiên cố. Mình nguyện là vãng sanh Tây Phương cực lạc luôn, chứ đừng có nguyện ở lại cõi trần mới này nữa nha. Thôi giờ con muốn đọc cho quý cô bác mình nghe 48 lời thệ nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khưu đó. Là tức là Phật A-di-đà khi ngài còn làm Pháp Tạng Tỷ Khưu đó. Mà giờ trưa quá, cô bác có đồng ý không? Điều nguyện thứ nhất, nếu tôi được thành Phật mà trong cõi nước tôi còn có địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ hai, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn phải xa vào đường dữ thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ ba, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi thân không giống màu vàng y thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tư, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi thân hình còn có kẻ đẹp người xấu thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ năm, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi không biết rõ túc mạng của mình và những việc đã xảy ra trong trăm nghìn ức na do tha các cõi Phật thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ sáu, nếu tôi thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi không được phép thiên nhãn cho đến khi không thấy rõ trong trăm nghìn ức na do tha các cõi Phật thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ bảy, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi không được phép thiên nhĩ cho đến khi không nghe và thọ trì hết thảy trong trăm nghìn ức na do tha các đức Phật thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tám, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi không biết rõ tâm niệm của kẻ khác cho đến khi không biết rõ tâm trí của chúng sanh trong trăm nghìn ức na do tha các cõi Phật thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ chín, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi không được phép thần túc chỉ trong một niệm, nếu không tới được vô lượng vô số ức na do tha các cõi Phật thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 10, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi còn có ý niệm tham chấp thân hình thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Mới có 10 điều mà đọc nãy giờ, đọc 48 điều chắc
lâu lắm ha. Nãy giờ á, con chờ cho quý cô bác đừng có vỗ tay, đặng con nghỉ đọc cho nó khỏe chút, mà quý cô bác vỗ tay hoài thôi cũng vì lòng mến mộ Phật pháp, thôi con đọc luôn 48 lời thệ nguyện. Và điều nguyện thứ 11, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi chẳng trụ vào chánh định và chứng quả niết bàn thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 12, nếu tôi được thành Phật mà ánh sáng còn có hạn lượng, chẳng thấu trong trăm nghìn ức na do tha các cõi Phật thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 13, nếu tôi được thành Phật mà thọ mạng còn có hạn lượng, chỉ được trong trăm nghìn ức na do tha kiếp thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 14, nếu tôi được thành Phật mà hàng thanh văn trong cõi nước tôi nếu có thể tính lường, và chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới trong trăm nghìn ức na do tha kiếp đã thành bậc duyên giác hết rồi, tính đếm được số đó là bao nhiêu thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 15, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi thọ mạng còn có hạn lượng, trừ khi bổn nguyện riêng của mọi vị muốn dài hay ngắn đều được tự tại hóa hiện, nếu chẳng được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 16, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi nếu có ai nghe thấy tiếng chẳng lành thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 17, nếu tôi được thành Phật mà vô lượng thế giới chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, nếu không khen ngợi danh hiệu của tôi thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 18, nếu tôi được thành Phật mà chúng sanh trong mười phương khi nghe danh hiệu tôi dốc lòng tin tưởng cầu sanh về cõi nước tôi, chỉ trong 10 niệm nếu không được tội nguyện thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác, trừ kẻ phạm 5 tội ngỗ nghịch và dèm chơi chánh pháp. Điều nguyện thứ 19, nếu tôi được thành Phật mà chúng sanh trong mười phương khi nghe danh hiệu của tôi phát tâm bồ đề tu các công đức dốc lòng phát nguyện cầu sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được như ý thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Và điều nguyện thứ 20, nếu tôi được thành Phật mà chúng sanh trong mười phương khi nghe danh hiệu của tôi phát tâm bồ đề nhớ nghĩ đến nước tôi dốc lòng hồi hướng tu các công đức, nếu không được vừa lòng thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Chưa có hết đâu mà vỗ tay. Điều nguyện thứ 21, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi không được đầy đủ 32 tướng như bậc đại nhân thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 22, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác sau khi sanh về cõi nước tôi sau đó sẽ tới bậc nhất sanh bổ xứ, vì thương xót chúng sanh mà rộng lớn bền chấp như áo giáp tu các công đức độ thoát hết thải, rồi khắp các cõi Phật đều tu theo hạnh của Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương khai hóa vô số chúng sanh kiến lập nên đạo vô thượng chánh giác, chư vị vượt ngoài công hạnh thông thường ở các địa vị mà tu theo hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, nếu chẳng được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 23, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi nương theo sức thần của Phật đi cúng dường chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, trong khoảng thời gian một bữa ăn nếu không tới được vô lượng vô số ức na do tha các cõi Phật thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Và điều nguyện thứ 24, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi đứng trước mặt Phật hiện ra công đức muốn có muôn vàng vật dụng để cúng dường chư Phật, mà nếu chẳng được như ý thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 25, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được nhất thiết trí thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 26, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi không được thân kim cương na la diên thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Và điều nguyện thứ 27, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong vô lượng thế giới chư Phật mười phương và muôn vật không có hình sắc tốt đẹp và hết thảy chúng sanh cho tới bậc đã được phép thiên nhãn mà không nói được rõ ràng danh số thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 28, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi cho đến kẻ ít công đức nhất mà chẳng thấy được ánh sáng muôn màu của cây bồ đề cao 400 vạn do tuần thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 29, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi thọ trì đọc tụng giảng thuyết kinh pháp mà trí huệ không được biện tài thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 30, nếu tôi được thành Phật mà trí huệ biện tài của các Bồ Tát trong cõi nước tôi còn có hạn lượng thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 31, nếu tôi được thành Phật thì cõi nước tôi thanh tịnh trong sạch thấu đến vô lượng vô số chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, như nhìn vào tấm gương sáng soi thấy được mặt mày của mình, nếu không được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Và đến điều nguyện thứ 32, nếu tôi được thành Phật
thì trong cõi nước tôi được thanh tịnh trong sạch, từ mặt đất đến hư không, cung điện, lầu đài, hồ ao, cây cỏ và muôn hoa đều được tạo thành cho muôn ngàn thứ báo hòa lẫn với hàng nghìn thứ hương thơm. Hương thơm của mọi vật tỏa ra ngào ngạt khắp mười phương, khiến Bồ Tát ở các nơi ngửi được hương thơm liền tu theo hạnh của Phật. Nếu chẳng được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 33, nếu tôi được thành Phật mà chúng sanh trong vô lượng vô số chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, khi nhờ đến ánh quang minh của tôi chiếu chạm vào thân họ, khiến thân họ nhẹ nhàng hơn cả trời và người. Nếu chẳng được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 34, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác khi nghe danh hiệu của tôi mà chẳng tới được vô sanh pháp nhẫn và môn thông tổng trì của bậc Bồ Tát thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 35, nếu tôi được thành Phật mà nữ nhân trong vô lượng vô số chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, khi nghe danh hiệu của tôi vui mừng hớn hở chán ghét thân gái, đến khi mạng chung còn phải đầu thai làm thân nữ nhân nữa thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 36, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác khi nghe danh hiệu tôi thường tu phạm hạnh cho đến khi thành Phật, nếu chẳng được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 37, nếu tôi được thành Phật mà trời và người ở khắp thế giới chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, khi nghe danh hiệu của tôi vui mừng hớn hở cúi đầu đảnh lễ năm dốc gieo sát đất, vui mừng tu hạnh Bồ Tát được hầu hết trời và người kính trọng, nếu không được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Và kính thưa quý cô bác, mới có tới điều nguyện thứ mấy rồi? Mới có tới điều nguyện thứ 37 à? Thôi giờ còn có mấy điều nữa hết rồi ha. Rồi thôi giờ đọc tiếp điều nguyện thứ 38. Nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi muốn có y phục thì y phục tốt đẹp tùy theo chí nguyện của mọi người mà hiện lên trên thân của họ. Nếu còn phải cắt may nhộm vật thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Và điều nguyện thứ 39, nếu tôi được thành Phật mà trời và người trong cõi nước tôi không được hưởng thọ sự vui sướng bằng như vị tỷ khương đã dứt sạch mọi phiền não thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 40, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng vô số chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, đều được như ý nguyện. Chẳng hạn nhìn vào cây báo thấy rõ tất cả, nhìn vào tấm gương sáng soi thấy được nhân diện, nếu chẳng được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 41, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác khi nghe danh hiệu tôi cho đến khi thành Phật mà sắc căn còn thiếu kém thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Và điều nguyện thứ 42, nếu tôi được thành Phật thì trong các Bồ Tát ở thế giới phương khác khi nghe danh hiệu tôi đều được chánh định giải thoát thanh tịnh rồi trụ vào chánh định đó cho đến khi thành Phật, cúng dường vô lượng vô số chư Phật mười phương mà vẫn không mất chánh định thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 43, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi sau khi thọ chung mà chẳng được sanh vào nhà tôn quý thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 44, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác khi nghe danh hiệu của tôi cúi đầu đảnh lễ và vui mừng hớn hở trọn đủ công đức, nếu chẳng được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 45, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác khi nghe danh hiệu tôi đều được phổ đẳng tam muội rồi trụ vào tam muội đó cho đến khi thành Phật, thường thấy vô lượng vô số chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, nếu không được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 46, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì tùy theo chí nguyện của mọi vị mà tự nhiên được nghe pháp, nếu chẳng được như thế thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 47, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác khi nghe danh hiệu của tôi mà chẳng tới ngay được bậc bất thối chuyển thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 48, nếu tôi được thành Phật mà các Bồ Tát ở thế giới phương khác khi nghe danh hiệu của tôi mà chẳng tới ngay được ba đức nhẫn, âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn, đối với các pháp của nhà Phật mà chẳng tới ngay được bậc bất thối chuyển thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác. Cô bác thấy không? Điều nguyện của Đức Phật A Di Đà đọc xong mà nãy giờ con đọc đúng ra là cô bác mình buồn ngủ, nhưng mà vì thấy nó quá hay nên không có ngủ, chờ để nghe đúng không? Này cô bác mình cho con hỏi ý kiến, từ sáng giờ mình ngồi có mệt không? Không luôn. Hay dữ vậy.
Không luôn hả? Dạ. Vậy thì phái đoàn con đi thì cũng còn đông lắm với cô bác. Và kính thưa với cô bác, khi mà Pháp Tạng Tỷ Khư phát 48 lời thệ nguyện xong đó, thì trời rải hoa xuống đầu ngài như mưa. Rồi đó, những cái tiếng nhạc khắp mười phương rang lên ca ngợi công đức của Pháp Tạng Tỷ Khư. Và ở trên hư không vọng xuống đó là chắc chắn ngài sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì quả thì khi phát 48 lời thệ nguyện xong, Đức Tỷ Khư Pháp Tạng ngài đã thành Phật A Di Đà, là giáo chủ cõi Tịnh Độ mà hôm nay chúng ta cầu sanh về cái cõi nước của ngài đây. Và cô bác ráng nguyện sao mà nguyện như Đức Phật A Di Đà vậy đó cô bác. Nguyện như ngài là sẽ được thành Phật rồi. Bây giờ để chúng ta ráng mình nguyện một kiếp này. Bây giờ mình nguyện lớn không được, bây giờ mình nguyện nhỏ nhỏ thôi ha. Mình nguyện một kiếp này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, học đạo hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh. Nguyện nhỏ thôi ha. Vậy là được đầy đủ rồi. Cô bác mình tội nguyện chưa? Mình nguyện như vậy là mình đã tội nguyện rồi. Và đến hành nghĩa là gì? Hành là thiết tha để trì niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Nếu mà mình tin đó với cô bác mà mình không ước ao mong muốn thì chỉ là tin suông vô bổ. Còn ước ao mong muốn mà không làm thì chỉ là ước ao mong muốn ảo quyền, không có được mục đích gì hết. Nên tính, nguyện và hành nó cũng giống như cái đẳng vậy đó. Có ba chân nó mới dẫn, nếu thiếu một chân thì nó phải ngã, đúng không? Thế nên người tu hành chúng ta phải hội đủ tính, nguyện và hành. Ba cái món tư lương này không thể thiếu được của một hành giả trên cái đoạn đường về cõi Tây Phương Lạc Quốc. Và kính thưa với cô bác, nhưng trong quyển khuyến thiện đó, Đức Giáo Chủ ngài cũng có cho biết là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đặng giác diệu tất cả chúng sanh, nếu nhai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dự. Chỉ có 6 chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật hay là 4 chữ A Di Đà Phật, chỉ có bao nhiêu đó thôi mà đã được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ đó là thời kỳ xá tội, mình chỉ niệm nhất tâm từ 1 đến 7 ngày thì chắc chắn sẽ được Đức Phật A Di Đà ngài tới độ liền. Thời kỳ xá tội mà cô bác ráng tu nha, giờ có 6 đồng mà mình mua không nổi nữa lại. Tới chừng nữa là mình ngồi vé chót là đừng có khóc nha, đừng có than thân trách phận nha. Và thôi giờ xin điển hình vài tấm gương giảng sanh tịnh độ đi. Ở bên Phật giáo đó thì con nghe và thấy cũng có rất là nhiều vậy. Nhưng con cũng nghe kể lại đó là ông Sư Thi ở Dồ Ông Bóm niệm Phật biết trước 4 năm ngày giảng sanh, đúng năm 2000 là Sư Diên Tịch. Sư Bà Thích Như Phụng ở Sa Đéc niệm Phật biết trước ngày giờ giảng sanh, đến khi thiêu có xá lợi được Phật A Di Đà tiếp đón có hào quang ứng chứng đàng hoàng. Rồi cư sĩ Tịnh Hải mới mất vào ngày 10 tháng 2 năm 2010 tại miền Nam Cali, thọ được 82 tuổi, lưu lại 13.000 viên xá lợi. Cư sĩ không cô bác, lưu lại 13.000 viên xá lợi và nhiều viên cảnh thạch đủ mặt. Tại vì thời gian không có thôi, giờ kể câu chuyện nữa là sẽ kết thúc lại đề tài. Như có ông bác hai này, ông tên là ông bác Hai Khuyên. Ông tu rất là ở nhiều hòn như hòn Cửu Chon, hòn Phú Quốc, hòn Tre, hòn Nghệ gì đó. Ông tu rất là nhiều hòn. Rồi ông là cảm hóa được một cái bầy chim luôn. Hỏi mà ông đi đâu đó, bầy chim nó bay về trước là ta nói ông bác Hai Khuyên sắp dài đó. Thế nên đó, cái tấm gương của ông để lại rất là tốt đẹp cô bác ơi. Ông khi mà ông mà vãng sanh rồi đó, liền đồng đạo người ta mới chứng kiến cái cảnh lạ thường. Mỗi ngày thì những cái hoa nó cũng đâu có nở hết, đâu có bông búp bông nở. Nhưng mà đến cái ngày ông vãng sanh rồi thì các hoa này nó nở to ra, hương thơm ngào ngạt, có mùi thơm và có được hào quang của Đức Phật A Di Đà luôn cô bác. Cả nãy giờ mấy bà già bà trách lưỡi hết trơn, bộ muốn dời lắm sao cô bác? Muốn dời thì mình ráng đi, ráng một kiếp thôi. Cũng như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và mình niệm không nổi thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được luôn. Còn không nổi nữa thì đến giờ phút lâm chung mà mình tắt thở, mình thành tâm Mô Phật cũng được luôn. Giờ còn vé sau cùng, nếu mình niệm không nổi Mô Phật gì nữa thì mình niệm Phật, Phật cũng được, Đức Phật ngài cứu luôn. Nên mình ráng nha. Và kính thưa với cô bác, nói tóm lại đó thì cái pháp môn tịnh độ này nó dễ hành, nó mau thành, dễ hành,
và được đảm bảo. Thế nên bất luận sang hèn dinh nhục gái trai già trẻ trí ngu, nếu mà nhất tâm nếm hành trì các pháp môn thì chắc chắn cô bác chúng ta sẽ được giảng sanh nơi tịnh độ. Cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn tự, dốc giải khuyên. Vậy thì trước khi dứt lời cũng không quên cầu chúc cho toàn thể quý ông bà cô bác được thân khỏe tâm an và sớm quyết chí nghe lời của Phật của Thầy, quyết chí tu hành kiếp này đắc đạo Tây Phương quyết đáo tịnh độ giảng sanh. Vậy đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.